You're a masterpiece. My clothes look real good on ya. T-shirt with the rainbow stripe. Our time is a luxury. Oh, so sweet, your company. Let's get each other up to speed. Yeah. I can see the vista up your heels. Man, a silhouette up on the steel. Dolly brush stroke with the canvas. Hello, lại là Thế An đây. Mình vừa mới ăn sáng xong và mình dậy khá là sớm. Và hôm nay trời rất là đẹp nữa nên là mình cảm thấy rất là có hứng để mà vẽ nguyên ngày hôm nay. Và trong video tuần này mình sẽ vẽ một chú mèo phiên bản Mona Lisa kết hợp lại với nhau thành Mona Lisa. Thì tại sao lại là mèo và tại sao lại là Mona Lisa? Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là Mona Lisa thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà nếu là một con mèo Mona Lisa thì sao? Kiểu mình chỉ nghĩ đơn giản là khi mà mình treo một cái bức tranh mà có con mèo hóa trang thành một nhân vật nổi tiếng như Mona Lisa thì mình sẽ cảm thấy nó dễ thương hơn thôi. Chỉ đơn giản như thôi. Một phần mình lấy cái ý tưởng này từ yêu cầu của anh sếp hồi trước, nhờ mình, kiểu ảnh nhờ mình vẽ Mona, một con mèo Mona Lisa trên một cái tivi. Và một bạn khách khác cũng nhờ mình vẽ một bức tranh cô ghi mà theo phiên bản Mona Lisa. Và mình cảm thấy hay, kiểu đó là hai cái trải nghiệm mà mình rất là thích thú. Nên là mình đã suy nghĩ là mình sẽ làm lại một cái chiếc video mình vẽ lại mèo hóa Mona Lisa lên. Và đây là hành trình từ một tờ giấy A5 tới một bức tranh to trên canvas. Hy vọng là nó sẽ truyền cảm hứng đến các bạn có thể lấy giấy bút và bắt đầu vẽ ngay. Mình thích vẽ trong những môi trường yên tĩnh và sạch sẽ, không có ai bên cạnh để gây gián đoạn. Khi mình cảm thấy thoải mái với mọi thứ xung quanh, đó là lúc mình bắt đầu vui vẻ sáng tạo. Khi bắt đầu vào guồng, mình tự hỏi bản thân mình sẽ vẽ cái gì. Theo thói quen, mình sẽ lướt Pinterest hoặc Instagram để xem những bức hình đẹp, rồi tìm cảm hứng từ đó. Phác thảo là phần mà mình thích nhất. Đây là thời điểm mình tự do đưa những nét chì cho những ý tưởng đầu tiên. Tuy nhiên, ý tưởng ban đầu không phải lúc nào cũng sẽ ưng ý ngay, nhưng ở bước này mình được phép phóng khoáng tạo một phiên bản thô cho thế giới của mình. Trước khi lên một bức canvas to, mình cần sẽ mượn tượng trước màu sắc của bức tranh sẽ như thế nào, bố cục ra sao, sự cân bằng màu sắc, chỗ này đặt màu gì, vân vân. Vì vậy, vẽ lên một bức tranh nhỏ là một sự chuẩn bị cần thiết cho một bức tranh hoàn chỉnh.
Lần này mình sẽ không dùng cọ và màu acrylic để mà phác thảo trên canvas nữa, mà thay vì đó mình sẽ dùng bút chì màu. Mình sẽ cố gắng đi thật chậm, tận thưởng quá trình trên canvas. Khi mới bắt đầu vẽ trên canvas thì mình rất là sợ. Thật ra giờ vẫn sợ, nhưng mà mình đang từ từ nhìn nhận lại. Mình bị áp lực khi phải sửa đi sửa lại trên một bức tranh lớn gấp nhiều lần so với một quyển sổ A5. Mình đi chậm lại để có thể tận hưởng nhiều hơn, biến điều làm mình không thoải mái thành động lực và niềm vui. Qua mỗi ngày mình sẽ thay đổi cảm giác với bức vẽ mà mình đang làm, nên để cảm thấy nhất quán để tiếp tục bức vẽ, mình sẽ dành một vài phút nhìn lại những gì mà mình đã vẽ, chỗ nào chưa hài lòng, chỗ nào mình thấy thích khi vẽ. Quan trọng là cảm giác của bạn khi đang thực hiện bức tranh. Đừng nghe người khác nói gì về tranh của mình khi mà nó chưa hoàn thành, trừ khi mà bạn thật sự cần. Nó chỉ làm cho bạn cảm thấy thiếu tự tin và chán nản thôi. Nên là hãy đặt hết tất cả cảm nhận của bản thân và chỉ có bản thân lên bức tranh, và mình tin là bạn sẽ tìm thấy nhiều điều bất ngờ hơn là bạn nghĩ. Chẳng ai hiểu rõ bạn bằng chính bản thân của bạn hết. Thank you.